Lâm Chi Khanh mặc váy ôm sát đi event, ca sĩ chuyển giới trong điệu đà nữ tính khi dự sự kiện chiều ngày 13 tháng 10. Lâm Chi Khanh mặc bộ váy đen ôm sát, khoe vóc dáng khá thon thả. Ở tuổi U40, người đẹp chuyển giới phải ăn uống đứt kiêng khem để giữ dáng. Lâm Chi Khanh chia sẻ, bộ váy này cô được một người bạn tặng. Trước khi sự kiện diễn ra, Lâm Chi Khanh livestream trên trang cá nhân, khoe bộ váy với người hâm mộ. Lâm Chi Khanh vui vẻ hội ngộ các đồng nghiệp như ca sĩ Long Nhật, diễn viên Cát Tường, ca sĩ Vũ Hà. Cô có mối quan hệ thân thiết với họ gần 20 năm nay. Vũ Hà 50 tuổi vẫn xanh điệu thời trang. Long Nhật ăn mặc màu mè trẻ trung khi đi sự kiện. Long Nhật và các đàn em bằng cường và nhiệt tình anh. Ca sĩ Phi Trường vui vẻ hội ngộ hot girl Huyền Anh. Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, từ ngày làm bố, nam ca sĩ bận rộn với việc chạy show và chăm con nên ít xuất hiện ở sự kiện. Ca sĩ Hoàng Bách. Ca sĩ Pha Lê mặt gợi cảm. Ca sĩ Hakoda Dũng Hà. Tại sự kiện, ban tổ chức đã giới thiệu dự án series drama với Rai Bao, quán cà phê idol với số lượng 10 tập. Ngoài ra, còn có bộ phim Đam Mỹ Xuyên Không, Dead Quiet của đạo diễn trẻ Khoa Lo Nhoi. Chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!